Xin chào quý vị các bạn. Dung Audi ô tô cũ Hải Dương ngày hôm nay xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn một chiếc xe Kia Sportage. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc năm 2010. Hãng xe Kia của Hàn Quốc. Kia Sportage là một dòng xe gầm cao 5 chỗ, kiểu dáng SUV 5 chỗ ngồi, động cơ xăng. Chiếc xe này được nhập khẩu nguyên chiếc năm 2010 và hiện nay đang được chào bán với giá là 525 triệu đồng tại Dung Audi ô tô cũ Hải Dương, hotline 0855 966 966. Đây là thân dáng của chiếc xe. Chiếc xe này là động cơ 2.0, tiêu thụ nhiên liệu 9 đến 10 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp. Xe được trang bị rất nhiều tính năng hiện đại. Và bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho quý vị xem, đồng thời là sẽ giới thiệu thêm cho quý vị về những cái tính năng mà chiếc xe này đang được trang bị. Kia Sportage nhập khẩu nguyên chiếc năm 2010. Động cơ 2.0, số tự động, 2 cửa sổ nóc. Được trang bị rất nhiều tính năng hiện đại. Đây là nội thất của chiếc xe. Khi nhìn vào nội thất của chiếc xe thì chiếc xe này nó có màu đen, và toàn bộ nội thất của chiếc xe cũng là màu đen, cho nên là đem lại một cái phối màu rất là ok. Đem một lại một cái bản phối màu cho quý vị là toàn bộ màu đen, đưa đem lại sự trẻ trung và khỏe khoắn cho chiếc xe. Mà cộng thêm nữa là toàn bộ chiếc xe thì nó đưa lại cho chúng mình có cái cảm giác là rất là chắc chắn, khỏe. Đây ạ, đây là nội thất của chiếc xe. Mình sẽ quay qua, sau đó mình sẽ giới thiệu thêm về chi tiết. Xe được trang bị hai cửa sổ nóc đây ạ. Bây giờ Dung Audi ô tô của Hải Dương xin giới thiệu quý vị về chiếc xe này. Mình sẽ giới thiệu kỹ về chiếc xe này. Đầu tiên về đằng trước, mình nhìn từ đằng trước thì mặt ca lăng mạ chrome rất đẹp, tạo điểm nhấn. Đèn pha cũng có các cái gờ nổi để đưa lại cái cảm giác điểm nhấn rất là thanh lịch mà lại sang trọng. Xe được trang bị đèn bi xê lông siêu sáng. Đây là đèn bi xê lông siêu sáng. 4 la răng phay. Kèm theo là hệ thống phanh ABS an toàn. 4 la răng phay và hệ thống phanh ABS. Cảm biến lùi. Đây là hệ thống cảm biến lùi. Và camera lùi. Có cả cảm biến lùi và camera lùi. Chúng ta sẽ đồng thời được hai nhận hai sự cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh. Tiếp theo đó là xe được trang bị xi nhan trên gương. Gương kính chỉnh điện và cụp điện. Gương kính chỉnh điện và cụp điện. Vô lăng tích hợp bàn phím. Để start top. Điều hòa tự động. Xe được trang bị hai túi khí. Ghế chỉnh điện. Đây là ghế nó có thể chức năng là nâng lưng và hạ lưng điện đây. Rồi được trang bị cân bằng điện tử, chống trơn điện tử và đổ dốc điện tử. Đồng thời xe cũng được trang bị hai cửa sổ nóc. Bây giờ mình sẽ đi đến phần cốp của chiếc xe. Đây là phần cốp của chiếc xe, rất là rộng rãi. Còn đây là cái dưới cái lớp này, nó là lớp dự phòng.
Đây là khoang chứa đồ. Khoang chứa đồ cùng với cả lốp dự phòng đây ạ. Quý vị có thể nhìn thấy đây. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán với giá là 525 triệu đồng. Đây là phần đinh tán ở phần cốp sau. Hai bên đều còn nguyên đinh tán ạ. Keo chỉ còn nguyên ạ. Keo chỉ phần cốp đít còn nguyên quý vị nhé. Đây ạ, keo chỉ phần cốp đít còn nguyên. À, chiếc xe này ở cái phần góc chỗ tay mình đây thì có bị mất một đoạn đây, khoảng độ tầm 20 phân chỉ đây, từ đây đến đây là bị mất 20 phân chỉ thôi, không đáng kể. Cái này thì có thể là do là mở cốp hay là ấy, chạm một tí vào đây, chạm một tí vào cái phần này thì mất khoảng độ 20 phân chỉ ở đây thôi. Còn đây là còn nguyên, bên này còn nguyên, chỉ mất cốp đít mất 20 phân chỉ đây, tức là cái đoạn này, tức là ở cái đoạn này đây. Đoạn này thì ở cái phần này thì có thể là người ta lùi vào đâu đấy, móp cái chỗ này một tí thôi thì cũng dẫn đến mất chỉ. Chỉ thì nó rất là dễ mất. Đây phần này mất 20 phân từ đúng chỗ đây, tay mình đây 20 phân này là mất chỉ. Nhưng mà cái lỗi này thì chấp nhận được, không sao cả. Bởi vì có thể là vô tình người ta lùi xe chạy 10 năm rồi, vô tình lùi vào đâu ở cái điểm này thôi thì không quan trọng. Tiếp theo là mình đi về đến phần chỉ cánh. Tiếp theo mình sẽ đi đến phần chỉ cánh. Thì ở phần chỉ cánh sau, phần chỉ cánh sau bên lái, cánh sau bên phụ là còn nguyên quý vị nhé. Phần chỉ phía sau bên phụ là còn nguyên. Bây giờ đến phần chỉ bên cánh phụ cũng còn nguyên đây ạ. Táp ly thì 10 năm rồi thì tương đối là ok. Cái này chỉ cần đánh xi một cái nữa sẽ đẹp luôn. Nó để lâu ngày rồi thì đi lâu ngày và không được sự duy tu bảo dưỡng của chủ xe thì bây giờ cái này chỉ cần 200.000 thôi, thuê cái đội đánh giày vào, nó đánh giày đánh xi vào đây là mai sẽ là đen bóng luôn quý vị nhé. Đánh xi vào cái là đẹp luôn. Táp lô đây, xe rất là ok, xe rất ok, chỉ có là để lâu ngày thì không được bảo dưỡng. Cái phần nhựa này trông nó chỗ thì trắng chỗ thì đen, nhưng mà cái này chỉ cần đánh xi vào thôi, 200.000 đánh xi vào đây là sẽ đen bóng luôn và rất đẹp luôn. Nhưng mà mình xe vừa mua về đến nhà cho nên là mình để nguyên như thế, mình quay cho quý vị xem cho nó thật xe. Còn hôm sau cùng mình đánh xi vào, hoặc của quý vị mua về đánh xi 200.000 tiền xi vào thì nó sẽ đen nhánh luôn và nó rất đẹp luôn. Phần ghế đây, ghế da nguyên bản không rách dưới gì cả, vẫn còn rất đẹp, không nhàu nát gì. Tiếp theo là đến phần cánh của bên cánh sau bên lái thì đây cũng keo chỉ còn nguyên. Cái xe mà nó không bị tai nạn, keo chỉ nguyên ấy, thì nó cũng rất là dễ lên, chỉ cần đánh tí xi vào đây là ok. Táp ly mình nói là táp ly và ghế da là đẹp, nội thất con này cũng khá đẹp, kể cả cái trần nỉ của con này cũng rất là sạch sẽ quý vị nhé. Trần nỉ quý vị nhìn thấy trần nỉ rất đẹp luôn ạ. Trần nỉ rất đẹp luôn ạ. Bởi vì xe người ta đi người ta không biết bảo dưỡng sửa chữa, bảo gọi là giữ gìn thì nó hơi bẩn một tí không sao. Cái đấy thì người ta hơi bẩn một tí thì không sao cả. Đấy là do tính người, mỗi người có người thì người ta đi rất giữ gìn, nhưng có người người ta đi người ta không lau chùi gì. Thì mình về mình lau chùi cái là đẹp ngay, lại rất là dễ đẹp. Đấy, keo chỉ còn nguyên. Xe đều trang bị cân bằng điện tử, chống trơn điện tử, đổ dốc điện tử đây. Bây giờ mình sẽ đi đến vào chi tiết khoang máy. Đây là khoang động cơ của chiếc Kia Sportage nhập khẩu nguyên chiếc năm 2010. Ụ giảm sóc hai bên còn nguyên đinh tán, không có hiện tượng móp méo, chứng tỏ là không bị va vào hai bên phần má. Đấy. Rồi là các cái sống má này ok. Chiếc xe này thì xem chỉ
Nói chung là khoang máy thì sạch sẽ quý vị nhé. Khoang máy thì sạch sẽ, máy móc khô ráo. Bây giờ đây là khoang máy của nó đây. Đây là chiếc Kia Sportage nhập khẩu nguyên chiếc năm 2010, màu sơn đen, nội thất đen. Hiện nay đang được chào bán với giá là 525 triệu đồng tại Dũng Audi Auto Cũ Hải Dương. Hotline 0855 966 966. Quý vị hãy bấm nút đỏ để đăng ký kênh. Sau khi bấm vào nút đỏ, nó sẽ hiện lên quả chuông. Quý vị hãy bấm vào quả chuông để nhận được thông báo mỗi lần mình live stream báo giá trực tiếp, cũng như là mình quay video chi tiết từng chiếc xe đang bán hiện nay. Quý vị mọi thắc mắc hay là mọi cái nhu cầu về tư vấn, cũng như là cần giải đáp bất cứ một cái gì về xe ô tô cũ, quý vị hãy liên hệ trực tiếp Dũng Audi hotline 0855 966 966 để được nhận được thông tin nhanh nhất, phản hồi tốt nhất và tận tình nhất đối với quý vị. Mọi cái chi tiết quý vị có thể liên hệ trực tiếp với Dũng Audi bằng cách là alo số điện thoại hotline 0855 966 966. Cần trao đổi thông tin về xin thêm hình ảnh thì quý vị có thể liên lạc qua số Zalo 0855 966 966, cũng là Zalo của Dũng Audi Ô tô Cũ Hải Dương. Bây giờ các bạn hãy cùng mình trải nghiệm chiếc xe này. Các bạn hãy cùng mình để lái trải nghiệm chiếc xe này. Xe này thì được trang bị hai cửa sổ nóc, cho nên ngồi trong xe thì cũng rất là sáng. Và khi nào đi cổ vũ bóng đá hoặc là có cái sự kiện gì đấy mà cái cửa sổ trời này rất là to, nó đến gần 60 phân, 50 phân cơ, đây như một gang của mình. 1 2. Nó còn độ 50 phân, hơn 50 phân, cho nên là người lớn đứng lên cũng rất là thoải mái, không vướng lưng, không vướng bụng gì cả. Bây giờ các bạn hãy cùng với mình trải nghiệm chiếc xe này nhé. Ok, chiếc xe này đây cả quý vị có thể nhìn thấy đây ạ. Mình sẽ bật khởi động quý vị xem. Xe được trang bị này, cân bằng điện tử, chống trơn điện tử, đổ dốc điện tử và động cơ eco. Động cơ eco quý vị nhé. Chiếc xe này hiện nay đang chạy được 10 vạn. Trang bị đầu CD 6 đĩa nguyên bản, điều hòa tự động. Mình giảm cái điều hòa đi một chút. Rồi ok. Bây giờ các bạn hãy cùng mình để lái chiếc xe này. Ok, máy móc đề nổ rất là êm, máy rất là êm quý vị nhé. Máy rất là êm ạ, trợ lực lái nhẹ. Số ngọt. Gầm bệ có vẻ là chắc chắn. Lái nhẹ. Số chuyển đều. Máy êm và bốc. Máy rất bốc quý vị nhé. Đạp nhẹ cái, đạp đến đâu đi đến đấy luôn. Số chuyển đều. Ok quý vị. Thế thì quý vị hãy cần cần nhu cầu về xem xe, kiểm tra xe, test xe thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp với Dũng Audi hotline 0855 966 966. Dũng Audi Ô tô Cũ Hải Dương xin được hân hạnh trả lời tư vấn cho quý vị một cách nhanh nhất, chính xác nhất và tận tình nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video clip tiếp theo, cũng như là buổi live stream báo giá trực tiếp tiếp theo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị các bạn. Xin chào các bạn.